bắt đầu tới màn demo thanh trong gian hàng của Lưới Optic anh em nhé. Bắt đầu có những anh em đã tới rất đông xem những phần demo của Lưới Optic với dàn sử diện Lairay LA12, LA18S và bên trong sẽ sử dụng đó là Lavoy 12 và VTK 28 anh em nhé, đánh DJ. Mời anh em cùng nghe anh em nhé, rất sôi động, rất láo nhiệt và rất một đám cho anh em.